Đây là những mẫu tranh hoa sen được nhiều khách hàng yêu thích nhất tại xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Thực tế là suốt 10 năm qua, chúng tôi đã làm ra hàng trăm tác phẩm hoa sen khác nhau. Nhưng mà tại đây thì chúng tôi muốn đề cập tới một số tác phẩm hoa sen mà rất là đặc sắc và được nhiều người quan tâm nhất. Và đầu tiên là bộ tranh gỗ hoa sen bằng gỗ hương Lào, được một bác khách ở trong Lâm Đồng đặt cách đây đã khoảng 4 đến 5 năm. Bộ tranh này đã làm nức lòng bác khách khi mà nhận, bởi vì những cái đường nét của hoa sen thì cực kỳ là mỏng manh, giống như là đang đu đưa ở trong một cái hồ sen. Và đôi chim hạc thì cũng rất là thần thái và tự nhiên. Nhìn tổng thể tất cả nó giống như là một cái bức tranh thiên nhiên tả thực. Và tác phẩm thứ hai là một cái hồ sen rất là nở rộ, rực rỡ. Khi mà ngắm tác phẩm này thì chúng ta như đứng trước một cái hồ sen vào một cái ngày hè rất là mát mẻ. Và hồ sen thì rất là nhiều gió làm cho từng cánh sen và bông sen như là đu đưa ở trong cái làn gió mát của mùa hè. Những cái làn gợn sóng rất là nhỏ cùng với những cái cành sen, ngọn cỏ cùng là rung rinh, và xa xa là mây núi mặt trời, tất cả hòa quyện vào thành một cái bản nhạc của đồng quê rất là trữ tình và êm dịu. Và một tác phẩm nữa được rất là nhiều các cái chị em yêu thích và đặt hàng chính là cái bức tranh hoa sen đứng này. Điểm nhấn ở trên cái bức tranh này chính là từng chiếc gai của những cái cọng hoa đều được chúng tôi gẩy và nổi rõ từng chiếc một. Chúng ta có thể đếm được từng chiếc gai sen ở trên cái ngọn sen này. Và có thể nói rõ là khi mà chúng ta ngắm cái tác phẩm này thì giống như là cái tác phẩm đã chạm được vào những cái vùng cảm xúc rất là dồi dào của chị em vậy. Và sau khi xem xong 3 tác phẩm này thì các bạn yêu thích tác phẩm nào? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi nhé.